Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần 4 nhỏ, bài số 6, giáo trình đường đến nước nga. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xem bài tập số 5. Расскажите о работе московского журналиста. Đây là có nghĩa có nghĩa là kể về công việc. Các em hãy kể về công việc của một phóng viên Moscow. Адьветина Варфоси hãy trả lời cho những câu hỏi. Ивадвета và trong những câu trả lời используя chia hãy sử dụng tập hợp từ sau đây mà là đưa ta lan là sử dụng cái tập hợp từ là các nhà bác học trẻ tài năng chúng ta xem câu thứ nhất chi stachi là những bài báo của ai moskovsky journalist chital v nauchnym journali có nghĩa là anh chàng phóng viên Moscow đã đọc những bài báo của ai ở trong quyển tạp chí khoa học Nauchnyj Journal là tạp chí khoa học. Câu hỏi thứ hai, Kamu Maskovsky journalist подошел на международной научной конференции, То từ международная научная конференция có nghĩa là một cuộc hội thảo khoa học thế giới. Mijdunarodny ở đây có nghĩa là thế giới và đây là từ mới đối với các em. Mijdunarodny các em cần phải viết ra giấy và cố gắng đọc một hai lần để làm sao cho nó có thể nhớ được. Tiếp theo, câu hỏi thứ ba. Skem Moskovsky journalist poznakumnilся na naučnoy từ na có nghĩa là ở trong cuộc hội thảo khoa học chúng ta lưu ý là tập hợp từ uh, Nauchina Conferencia luôn dùng với giới từ Na là ở trong một cuộc hội thảo khoa học. С кем московский журналист познакомился? Có nghĩa là uh, anh chàng phóng viên Moscow, người Moscow này làm quen với ai ở trong cuộc hội thảo khoa học? Câu hỏi thứ tư Кому московский журналист предложил сфотографироваться? Động từ Có nghĩa là Chụp ảnh Tự chụp ảnh Bởi vì chúng ta nhìn thấy Đuôi sia Ở đây có nghĩa là động từ Tự thân Hay là động từ Này Là động từ phản thân Hay nói cái khác là Cái hành động Động từ này Nó thể hiện cái hành động Mà chính chủ thể Tạo ra Có nghĩa là Anh chàng Phóng viên này Là muốn chụp ảnh à, Với ai đó Camu là anh chàng phóng viên này đề nghị ai Chụp ảnh cùng Chúng ta có thể dịch là như vậy Thế còn nếu như mà anh ấy muốn chụp ai đó Thì sẽ không có cái đuôi xe này Kavo Maskovsky Journalist Priglasiu Na chilebidie Là Anh chàng phóng viên người Moscow này Đã mời ai Đến đài truyền hình Na nhỉ? Có nghĩa là đi đến đài truyền hình Đi đến để có thể là Uh, phát biểu ở trên một uh, buổi phỏng vấn truyền hình chẳng hạn thì người ta dùng cái tập hợp chung là preglasit na televidenie. Кто дал интервью? Кто дал интервью московскому журналисту? Ai đã trả lời phỏng vấn cho anh chàng phóng viên người Moscow anh chàng phóng viên Moscow Ở đây uh, chúng ta có tổ hợp từ Dutch interview có nghĩa là trả lời phỏng vấn và ngược lại nếu mà cái người mà đi để trực tiếp phỏng trực tiếp phỏng vấn thì người ta sẽ sử dụng động từ vzach interview hoặc là brach interview à, ở đây chúng ta lưu ý là cái từ t đọc cứng interview interview câu hỏi thứ bảy akom moskovsky journalist zdelal teleperidachu akom akom là kể về ai <laughs> Chilepidač có nghĩa là một chương trình truyền hình. Chilepidač một chương trình truyền hình là anh chàng phóng viên Moscow đã xây dựng một chương trình truyền hình về ai động từ zhelech. có nghĩa là xây dựng một chương trình truyền hình hay là nói nôm na chúng ta gọi là làm một chương trình truyền hình. Atkovo московский журналист получил письма и e фотографии через месяц. À, anh chàng phóng viên Moscow đã nhận được thư. Đây là nhiều bức thư đúng không ạ? Thư và ảnh à, của ai? Ad nghĩa là của ai? Sau một tháng, Paulo sau một tháng. Thế vậy thì đây là những câu hỏi mà chúng ta có thể sử dụng để làm gì? Để thay cái tờ hợp từ này là молодые талантливые thay vào ở các cách ví dụ như là stachi à uh, maskuchi có nghĩa là những bài báo của ai thì nếu chúng ta muốn nói là những bài báo của các nhà khoa học trẻ tuổi tài năng có nghĩa là chúng ta phải sử dụng cái tập hợp từ này ở cách 2 kamu kamu tức là ở cách 3 đúng không ạ đó kamu uh, journalist podoshon có nghĩa là uh, anh chàng phóng viên Moscow này Đi đến gặp ai Ở trong cái hội nghị khoa học Thế giới quốc tế này Thì chúng ta Mà người ta yêu cầu chúng ta sử dụng Cái tờ từ này Có nghĩa là chúng ta phải để nó ở cách 3 Kamu có nghĩa là k Mà là đêm talan thì là vùng Đúng không ạ Và Skiem Có nghĩa là câu hỏi ở cách 5 Kamu Là ở cách 3 Cavo là ở cách 4 Ctodal là ở cách một Acum là ở cách 6 Và Atcavo thì lại là ở cách 2 Đó thế vậy thì nói nôm na là như vậy có nghĩa là chúng ta phải biến đổi cái tập hợp từ này sang những cái cách mà người ta yêu cầu trong từng câu hỏi và chúng ta phải tạo ra câu trả lời và chuyển cái tập hợp từ này sang các cách cần thiết tương tự như vậy nếu như ở đây là uh, danh từ chỉ người thì ở đây lại là những danh từ chỉ bất động vật старинные дворцы и парки расскажите о Hãy kể về công việc của một người hướng dẫn viên du lịch. Экскурсовод là hướng dẫn viên du lịch. Ответ trên вопросы. Hãy trả lời các câu hỏi. И в ответах. Và ở trong những câu trả lời использующие слова сочетания. Hãy sử dụng cái tập hợp từ старинные дворцы и партии. Cái điều khác nhau ở đây là gì? À, chỉ là, đây là chỉ người. Thế còn đây là những danh từ chỉ bất động vật. Tương tự như vậy thì nó sẽ giúp các em dịch uh, cái nội dung của những câu hỏi này còn những câu trả lời thì các em sẽ tự trả lời куда экскурсовод пригласил поехать иностранных туристов chúng ta nhìn thấy là пригласит кого mời những ai иностранные туристы có nghĩa là những du lịch uh, những nhà du lịch nước ngoài người nước ngoài куда là họ mời đi đâu? cuda à, là mời đi đâu thì có nghĩa là chúng ta phải dùng những cái tập hợp từ này, à, dùng cái tập hợp từ này ở cách 4 đúng không ạ? Trả lời cho câu hỏi ở cách 4. Kuda inastranny turisty Đến gần rồi thì chúng ta sẽ phải sử dụng tập hợp từ này ở cách 3. chia chemu. Vậy thì chúng ta sẽ nói là k starinnym dvartsam i parkam иностранные туристы подъезжали на автобусе. Câu hỏi thứ ba của chúng ta, что иностранные туристы видели на экскурсии? Động từ видеть đòi hỏi cái bổ ngữ cách 4, cho nên là cái tập hợp từ старинные дворцы и парки, chúng ta phải để nó ở cách 4, видели. À, что иностранные туристы видели? Họ nhìn thấy những cái gì ở trong cuộc tham quan? Chúng ta trả lời, иностранные туристы видели старинные дворцы и парки. Chúng ta biết rằng là ở cách 4 thì À, những cái danh từ chỉ bất động vật giống như ở số nhiều giống như là ở cách một số nhiều câu hỏi thứ tư что понравилось иностранным иностранным туристам на экскурсии что понравилось иностранным туристам на экскурсии tập hợp từ hay là cái câu với lại động từ нравится nhìn нравится đòi hỏi cái chủ thể ở đây phải là ở cách một Vậy thì chúng ta để nguyên Starinne dvarsy i parki Pandravilis Inastranem Turistam na excursi Câu hỏi thứ năm của chúng ta Chem vashishalis à, Vashishatsa Là à, trồ thán phục Inastranne turisti na excursi Chủ thể ở đây là gì? Là inastranne turisti Hay là chủ ngữ à, Các à, Các nhà du lịch Người nước ngoài rất là trầm trồ thán phục hay là rất là khâm phục à, cái gì chem phải trả lời câu hỏi chem là cách năm vậy thì chúng ta phải để ta hợp từ này sang cách năm starinumi dvarsami i parkami na à, những à, người du lịch nước ngoài rất là trầm trồ thán phục những cái lâu đài cổ và những cái công viên à, công viên cổ ở trong cuộc tham quan где Gdje có nghĩa là trả lời cho câu hỏi chỉ địa điểm. Chúng ta phải sử dụng ở cách 6. Vậy thì ở đây Starinnye Dvarsy Parki chúng ta sẽ chuyển sang cách 6. Mà cách 6 ở đây là giới cách cho nên là chúng ta phải sử dụng giới từ. Giới từ hoặc là có thể giới từ V. V. Starinnye Dvarsy Parki. Какие фотоальбомы à, какие bom купили иностранные туристы на экскурсии có nghĩa là các à, những người du lịch nước ngoài hay là các khách du lịch nước ngoài à, trong cuộc tham quan đã mua những quyển à, photo bom có nghĩa là những quyển à, sách ảnh nào à, ở đây chúng ta có nghĩa là chúng ta phải chuyển những quyển ý người ta muốn hỏi chúng ta là những quyển sách ảnh về những cái lâu đài cổ và những cái công viên cổ vậy thì chúng ta phải chuyển cái cái tập hợp từ này sang cách hai à những cái lâu đài của cái gì của à những những cái quyển sách ảnh của những cái lâu đài cổ hay là những cái quyển sách ảnh về những cái lâu đài cổ và những cái công viên cổ nhưng trong tiếng việt chúng ta nói là về chúng ta cảm tưởng như nó ở cách sáu nhưng trên thực tế là chúng ta phải để nó ở cách hai. Где были иностранные туристы во время экскурсии? Где были có nghĩa là trả lời cho câu hỏi "Где" ở cách sáu chúng ta phải để cái thợ hợp từ của chúng ta đây ở cách sáu Где они были? Они были в дворцах, старинных дворцах и парках. Câu thứ 9, о чем рассказали? О чем рассказали иностранные туристы своим друзьям после экскурсии? Là những khách du lịch nước ngoài đã kể cho bạn bè của mình nghe về về những điều gì? À, sau cuộc tham quan À, ý người ta muốn yêu cầu chúng ta để cái tập hợp từ này sang cách 6 a i vậy thì vừa rồi chúng ta đã làm xong bài tập số 5 thì giáo kể sơ qua như vậy là định hướng cho các em khi các em cần phải làm bài tập thế còn những bạn mà học giao tiếp thì khuyến khích các em là nên học thuộc tất cả những cái câu hỏi này để làm sao chúng ta có thể là đặt câu hỏi trong giao tiếp bởi vì một cái khó của người học tiếng nước ngoài là Cách đặt câu hỏi напишите свои рассказы о работе московского журналиста из курсавод hãy viết một câu chuyện của mình và kể về công việc của một uh, phóng viên Москва và một uh, nhà hướng dẫn viên của một người hướng dẫn viên du lịch москва используйте следующие слова сочетания hãy sử dụng các tập hợp từ dưới đây известные ученые опытные специалисты известный ученый có nghĩa là các nhà bác học nổi tiếng Opetne специалист thì có nghĩa là các chuyên viên giàu kinh nghiệm Opetne là nhiều kinh nghiệm Specialist thì là các chuyên viên về một lĩnh vực nào đó Vysot здания là các những cái ngôi nhà cao tầng Детские спортивные площадки là các sân chơi thể thao của trẻ em Plashatki có nghĩa là một cái khu vực à, một cái khu vực à, Uh, diện tích nào được uh, diện tích nào đó được dành riêng cho một cái công việc nào đó người ta gọi là Plashatka Plashatka ở đây thông thường đi với tập hợp từ детская Plashatka có nghĩa là cái uh, sân vui chơi của trẻ em và спортив này có nghĩa là thuộc về thể thao, sân vui chơi thể thao của trẻ em. Thì vậy thì uh, đây là công việc của các bạn học sinh khóa thì giáo chỉ giải thích nhiệm vụ của các bạn là các bạn cần phải viết một câu chuyện về uh, công việc của một anh chàng sinh viên Moscow à, anh chàng phóng viên Moscow và một nhà hướng dẫn viên du lịch Moscow bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 6 và hãy khôi phục lại bài đọc используйте слова справа và hãy sử dụng các tập hợp từ ở phía bên phải прочитайте và sau đó kể đọc lại cái bài khóa скажите кем stali друзья và hãy nói xem là những người bạn của tác giả bài này đã trở thành những người làm nghề gì. Đầu tiên chúng ta sẽ xem những cái tập hợp từ mà người ta cho ở bên phải. Моих своих школьных друзей. Моих своих có nghĩa là của tôi hay là của mình. Школьных друзей có nghĩa là những người bạn học phổ thông của tôi. Ở đây chúng ta nhìn thấy là tập hợp ở cách 4, đây là ở cách 3, mai mi svai mi shkone ở druzja mi lë kënë nam mai shkone druzja lë mai có nghĩa là ở cách sáu chỉ có điều người ta không biết giới từ ở đây thôi Thì vậy thì có nghĩa là người ta yêu cầu chúng ta phải chuyển những cái tập hợp từ ở cái cách này vào những cái chỗ trống này đó thế vậy thì bây giờ chúng ta cùng phân tích và sẽ à, uh, khi mà thầy giáo đã, đã giới thiệu cho các em cái những cái tập hợp từ này ở tập hợp từ ở bên này nó ở cách nào rồi thì chúng ta sẽ biết là để nó vào đâu để làm được việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài đọc я хочу рассказать вам о Владимире и Андрее đây là tên của hai người bạn trai Vladimir и Андрей à, tôi muốn kể cho các bạn nghe về anh chàng Vladimir và Андрей говорят не имей 100 рублей A Người ta nói rằng gavaret có nghĩa là người ta nói rằng ở đây chúng ta không nhìn thấy cái chủ thể mà luôn luôn thông thường nếu mà để ở cách 3 số nhiều thì chúng ta sẽ dịch là người ta nói rằng. Ni không cần có 100 rub. A mà nên có 100 người bạn. Poznakomtis. Hãy mời các bạn hãy làm quen. Eta à

раньше я часто встречался с с моими школьными друзьями, своими не своими со своими друзьями, по потому что мы родились в общем то и и выросли в в одном городе, в одном городе. и учились в одной школе và học cùng ở trong một trường học. Mnie, ở đây là cách 3, thì vậy thì chúng ta cũng phải để tập hợp bên này là cách 3. Mnie i moim a Tôi cùng với những người bạn của tôi. rất thích. À, rất thích thích làm điều gì thì đằng sau để động từ nguyên thể. Проводить свободное время вместе là à, chơi cùng với nhau. Ở à, chúng ta dịch đây là chơi cùng với nhau. Проводить свободное время вместе có nghĩa là dành những thời gian rỗi cùng với nhau để làm một chung một cái việc gì đó chẳng hạn. Thì chúng ta chỉ cần dịch trong tiếng Việt là gì? Là chơi cùng với nhau. Сейчас мы живем в разных Bây giờ thì Bây giờ thì chúng tôi sống ở những thành phố khác nhau. Noia Chester NHIỀU Sau động từ Zvanyu chúng ta phải để ở cách ba Но я часто звоню моим школьным друзьям. своим. Я часто звоню своим школьным друзьям. своим школьным друзьям. В праздники, в в я получаю поздравительные телеграммы и открытки от, от ла, моих, своих школьных друзей. Чем-то без số nhiều và cách 4 số nhiều chỉ động vật là giống nhau cho nên là ở đây người ta chỉ để một dạng thôi đó vậy thì ở đây chúng ta phải sử dụng là at своих школьных друзей мои родители тоже zna хорошо знают cha mẹ của tôi hay là bố mẹ của tôi cũng biết rất rõ về biết những người bạn này rất rõ thì chúng ta lại phải sử dụng tờ hợp này lúc nãy chúng ta coi như là chúng ở cách 2 thì bây giờ chúng ta chúng ta phải sử dụng ở cách 4 mà chúng ta biết là cách 4 và cách 2 à, ở số nhiều chỉ động vật là giống nhau cho nên chúng ta lại dùng tập hợp này mai ra gì chỉ tôi rất знают моих школьных друзей и всегда спрашивают меня và thường xuyên hỏi tôi về a à, về họ đúng không ạ về họ ở đây thì chúng ta sẽ nói là a моих школьных друзей. ich их жизни и работе, về cuộc sống của họ và về công việc của họ. Я с удовольствием рассказываю, tôi rất vui lòng kể cho bố mẹ tôi À, problem и về các uh, những cái vấn đề uh, và những cái thành công À, những cái khó khăn và những cái thành công Problem ở đây chúng ta hiểu là tạm hiểu là những cái khó khăn bởi vì nó đối với cái từ là những cái thành công đúng không ạ những cái việc thành công rồi và những cái việc còn là những cái tồn tại đúng không ạ? đó đó à, thì của ai Trong đây chúng ta phải dùng là của ai vậy thì ở vị trí này chúng ta sẽ sử dụng là những cái tồn tại và những cái thành công của những người bạn của mình а проблемах и успехах моих школьных друзей Владимир стал директором института, anh chàng mang tên Vladimir đã trở thành uh, đây là hiệu trưởng, director of the institute hiệu trưởng của một một trường đại học hoặc là giám đốc của một cái viện nghiên cứu. <laughs> institute có thể là viện nghiên cứu, director là giám đốc của viện nghiên cứu. Uh, Andrei Andre известным Thế còn Andrei thì trở thành một nhà thơ nổi tiếng. Ya yeah, очень Tôi rất là tự hào. Sau động từ tự hào thì phải sử dụng cái bổ ngữ ở cách năm. À như vậy chúng ta sẽ có tập hợp là ya ochin máy maimi a svaimi đây phải là svaimi druzyami. Như vậy thì ở đây chúng ta còn lưu ý một điểm nữa là người ta cho cái đại từ à đại từ sở hữu ở đây của chúng ta. Đại từ sở hữu là mai hoặc là svai. Thì vậy trong trường hợp nào thì chúng ta sử dụng mai và trong trường hợp nào chúng ta sử dụng svai là, là chúng ta phải sử dụng cho nó phù hợp. Uh, ví dụ như là bổ ngữ trực tiếp Я uh, очень люблю Thì phải là своих Школьных друзей Nhưng mà nếu mà là gián tiếp ví dụ như là Мои родители Хорошо знают Tức là đây là chúng ta nhìn thấy cái chủ thể Không phải là Là anh chàng này cho nên không thể dùng своих được đúng không ạ Ví dụ мои родители Тоже хорошо знают Моих школьных друзей Đúng không ạ À bố mẹ của tôi thì cũng rất uh, biết rất rõ về những người bạn của tôi nếu mà trong trường hợp này chúng ta sử dụng Svay thì có nghĩa là lại là bố mẹ của tôi lại biết rất rõ về những người bạn của mình chẳng hạn thì lúc đó là là bạn không phải là bạn của anh chàng này nữa mà bạn là của bố mẹ anh ấy đúng không ạ đó, vậy thì trong những trường hợp mà tùy chúng ta nếu là bổ ngữ trực tiếp vào đây cho cái ngôi gia này thì chúng ta sẽ sử dụng svo, uh, cái servo hoặc là swipe đó, thế còn nếu mà cái chủ thể đây là chủ thể khác thì chúng ta sẽ phải sử dụng là may. Đó, nói nôm na là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi B, о <laughs> своих Hãy kể về những người bạn thời học sinh của mình, напишите об этом và hãy kể. Hãy viết về điều đó. Đầu tiên là hãy kể, kể có nghĩa là chúng ta kể bằng lời, sau đó thì написать có nghĩa là hãy viết một cái bài về về điều đó. Tiếp theo, à, chúng ta sẽ xem Bài số 7. Быстро прочитайте, là, là hãy đọc nhanh và hãy xem nhanh. statue một, một bài một bài bài báo A московском метрополитене là một bài báo về hệ thống đường tàu điện ngầm Moscow. Này đi chặt viết tin và hãy tìm những câu trả lời cho những câu hỏi này. Có nghĩa là đầu tiên là chúng ta cần phải biết những câu hỏi Sau đó chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ lưu tâm đến những cái câu trả lời dành cho những câu hỏi này Khi nào thì mở cái bến tàu điện ngầm đầu tiên ở Moscow Có bao nhiêu người hàng năm đi sử dụng uh, tàu điện ngầm metro uh, tàu điện ngầm ở Moscow. Na kakoy stansi rabotet samy delinnyy eskalator. Ở cái ga nào? Ở cái ga nào thì có cái đường escalator là đường thang thang máy, đường thang cuốn. escalator là thang cuốn, chúng ta dịch là thang cuốn. Ở cái ga nào có cái đường thang cuốn dài nhất? Kakavastoymyst stroichinstvo adnoy stansi metro và xây dựng À, cái giá tiền để xây dựng một cái bến cái bến tàu Metro bến tàu điện ngầm Metro là bao nhiêu cacavassto hay là cái giá trị đây là dịch là giá trị xây dựng giá trị xây dựng thế nhưng có nghĩa là chúng ta hiểu rằng là cái số tiền để xây dựng một cái công trình đó Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và dịch cái bài cái bài khóa này mascusski Metro đấy là một điều rất thú vị đúng không ạ đấy là những cái công trình, một cái công trình rất thú vị ở Moscow đó là đường tàu điện ngầm Moscow. Moscowskiy Metro. Chúng ta nhận thấy đây là một danh từ giống chung, nên đây là Moscowskaya. 20 марта 2013 года московскому метро исполнилось 70 лет. Ở đây chúng ta lưu ý cái tập hợp, tập hợp câu. Isponitsa uh, Isponica là tròn tròn bao nhiêu tuổi uh, khi chúng ta nói tròn bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng tờ hợp này Isponilus và trước đó chủ thể chúng ta phải để ở cách 3 đây là Moscow Metro xem dưới sân liệt là đường tàu điện ngầm Moscow là tròn 70 tuổi tương tự như vậy từ hợp từ này rất thường xuyên sử dụng chúng ta sẽ nói Dedushke Isponilus 90 лет. Лоу, Ты дедушка, фачен, танкайбала, дедушке. Ровно 70 лет назад, в 1933 году, советское правительство начало грандиозное строительство метро. tròn 70 năm trước đây vào năm 1933 chính quyền Xô Viết Pravitchens nghĩa là chính phủ Xô hay là chính phủ Liên Xô Nachalo à, bắt đầu grandiose này từ mới đối với chúng ta đó là à cái từ mới đối với chúng ta là grandiose có nghĩa là vĩ đại hay là rất lớn Grandiose này, grandiose này, là một cuộc xây dựng rất lớn, đường tàu điện ngầm metro project project которого à, uh, project là cái dự án которого cái dự án đó существовал еще в российской империи cái dự án đó uh, mà trước đây đã từng có ở à, uh, Savieskaya Imperia Imperia là cái đế quốc đế quốc Nga ở đây chúng ta à, hiểu Người ta nói như vậy Có nghĩa là người ta phân biệt ra trước năm 1917 Người ta gọi là Rassiyskaya Imperia Nhà nước Nga trước năm 1917 Là một chính thể tư bản à, Cho nên là Chúng ta có thể dịch là một cái đế chế Và nhà, nhà nước Nga là Thời Nga Hoàng Chúng ta còn gọi là Nga Hoàng đó Là một cái đế chế rất hùng mạnh à, Cho nên là người ta gọi là Imperia như vậy là uh, trước năm 1917 là người ta đã có một cái dự án xây dựng những cái tàu điện ngầm, những cái đường tàu điện ngầm thì chúng ta mới thấy rằng là những cái ý tưởng thời kỳ đó là đầu thế kỷ thứ 20 đã có những cái ý tưởng tiên tiến như thế nào. Thế và do là cuộc cách mạng uh, xảy ra năm 1917 rồi sau đó thì chính quyền viết được thành lập, nhà nước viết được thành lập... Uh, từ năm 1924 Và bắt đầu khi mà Nhà nước Soviet thành lập thì lập tức Là các đế chế khác Ví dụ như là Đức chẳng hạn Lúc đó là lập tức tập hợp quân đội Để gây chiến Với nhà nước Liên Xô Là muốn tiêu diệt nhà nước Liên Xô Cho nên là vì chiến tranh Toàn bộ những cái dự án Tiên tiến thời kỳ Nga Hoàng Hồi đó là phải dừng lại Mà mãi đến năm 1933 Thì người ta mới bắt đầu tiến hành thực hiện được. Như vậy, chúng ta biết rằng là Prayek Katorv vavon có nghĩa là tồn tại. Yishuv Rasiskoy Imperi là cái dự án đó mà cái dự án xây dựng đó đã được hình thành, chúng ta dịch là đã hình thành từ thời kỳ từ đế chế, từ cái thời kỳ đế chế Nga. Strayichinstvi Metro à trong cái công việc xây dựng đường tàu điện ngầm Moscow hay là còn gọi là uh, Patziemka là một từ lóng từ lóng để chỉ uh, những cái uh, đường hầm dưới lòng đất hay là còn gọi là Patziemka. Участковало огромное количество опытных инженеров, рабочих и других специалистов. Có một cái số lượng rất lớn, огромное количество là một cái số lượng rất lớn những kỹ sư giàu kinh nghiệm công nhân rồi những cái chuyên viên khác à, tham gia vào cái việc xây dựng đường tàu điện ngầm metro поэтому первая линия открылась уже через два года cho nên là à, cái nhánh đầu tiên первая линия chúng ta gọi là một cái nhánh một cái nhánh metro đầu tiên открылась уже через два года là đã được khai trương sau 2 năm vậy thì cái nhánh đầu tiên ly nhà để Piavy ly nhà này, linea này uh, chúng ta dịch là một cái nhánh nhưng mà có cảm tưởng trong tiếng Việt của người ta cái nhánh có nghĩa là uh, lại là tách ra khỏi một cái đường chính đúng không ạ? Hay là chúng ta dịch thẳng đây là uh, đây đường tàu điện ngầm đầu tiên. Chứ chúng ta có nói luôn là đường tàu điện ngầm đầu tiên đã được khai trương sau 2 năm. Первые поезда ездили между станциями Парк и Là những cái chuyến tàu đầu tiên, à, những cái chuyến tàu đầu tiên, poist à, chúng ta biết rằng cái từ poist ở trong tiếng Việt chúng ta dịch là tàu hỏa, tàu hỏa xuất phát từ từ chỗ là hỏa có nghĩa là lửa. À, ngày xưa thì à, các chuyến tàu hỏa cho đến bây giờ người ta vẫn gọi là tàu hỏa là do một cái đầu tàu kéo chạy bằng hơi nước và dùng than hoặc là củi đốt cho nên là người ta gọi là tàu hỏa và cho đến bây giờ thì cái từ poist từ tiếng nga người ta vẫn dịch sang tiếng việt là tàu hỏa thế nhưng mà trên thực tế là những cái tàu chạy dưới lòng đất làm gì có đầu tàu hơi nước đâu đúng không ạ thế cho nên chúng ta cứ dịch theo cái kiểu hiện đại là những cái chuyến tàu những cái chuyến tàu đầu tiên đã đi lại is gì có nghĩa là chúng ta biết rằng cái từ is gì là là đi hai chiều đúng không ạ vừa đi vừa lại thế vậy thì chúng ta sẽ dịch là những cái chuyến tàu đầu tiên đi lại giữa các ga Park Kunturi là Park chúng ta để uh, những cái tên uh, tên tên bến này là để nguyên trong tiếng nga cho chúng ta dễ hiểu Park Kunturi Y Sakunyki hay là công viên văn hóa và Sakunyki. Московское метро всегда было очень красивым и считалось украшением Москвы. À như vậy là gì? Là đường tàu điện ngầm Moskva luôn luôn rất là đẹp. Всегда da, очень красивым. rất là đẹp. Ишит, ишиталс, và được coi là украшением, là cái vật trang điểm. Chúng là dịch đây là cái vật trang điểm cho cho thành phố Moscow. Đây là thầy giáo dịch nghĩa đúng như thế. Thì còn khi các em chuyển sang tiếng Việt, thì các em hãy dùng những cái từ nào cho nó bay bướm, cho nó đẹp, đúng không ạ? Đó. Строительная станция не прекращалось À, việc xây dựng những cái bến mới à, Prekrasatsa có nghĩa là kết thúc Nhưng mà đây nhe không kết thúc Có nghĩa là việc xây dựng những cái bến mới luôn được tiếp tục Даже в тяжелые годы великой отечественной войны Thậm chí kể cả trong những cái năm Тяжелые годы có những năm vất vả hay những năm nặng nề của cuộc chiến tranh vệ quốc А великая отечественная chúng ta dịch là cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1941-1945. Năm cách đọc như thế nào? Ở đây chúng ta nhìn thấy hai chữ g, không phải là người ta biết sai đâu, mà cái cách hay viết hai chữ g này có nghĩa là chữ gót số nhiều, đọc là godi. Chúng ta sẽ đọc à вели даже в тяжёлые годы великой отечественной войны

à, đó là một cái dạng giao thông thành phố Garskoy Transport là dạng giao thông thành phố tập hợp từ vịt à, một cái dạng giao thông thành phố chúng ta sẽ dịch à, được nhất, là được yêu thích nhất Sa mấy lưu mày là được yêu thích nhất na này là động từ à, cái tính từ na này có nghĩa là rất là chắc chắn bền vững nhưng mà ở đây chúng ta sẽ Dịch là ổn định nhất Bởi vì sao nào Nó đi đúng giờ về đúng giờ Đúng không ạ à, Đó là một cái dạng giao thông thành phố Được yêu thích nhất Ổn định nhất Nhanh nhất à, Thuận lợi nhất Udopny là thuận lợi nhất Và sạch sẽ nhất Chisty là sạch sẽ Đó Thế vậy thì ở đây các em thấy là thầy giáo dịch Ngược từ đầu xuống Đúng không ạ Đúng như vậy Đấy. Thì Khi mà dịch thì các em sẽ dịch lựa cái câu tiếng Việt như thế nào cho nó phù hợp đó là việc của các em, thế còn thầy giáo sẽ giúp các em dịch là dịch thô, có nghĩa là dịch đúng nghĩa, thế còn sau đó thì bay bướm như thế nào thì tùy các em. Ano image ocean slozhnuyu strukturu. Danh từ struktura có nghĩa là một cái cơ cấu hay là một cái kết cấu hay là một cái một cái cấu trúc. Đó. Nó no", ano đây là uh, danh từ metro. Ano имеет очень сложную структуру. Là nó có một cái cấu trúc rất là phức tạp, сложная структура, một cái cấu trúc rất là phức tạp. <h Biết> nếu như các bạn nhìn vào cái sơ đồ, на схему à, nhìn vào cái sơ đồ của hệ thống tàu điện ngầm, метро là hệ thống tàu điện ngầm, то увидите và các bạn sẽ nhìn thấy что в метро есть rằng là ở hệ thống tàu điện ngầm có cái tuyến vòng tròn Cancevalli nhỉ là cái tuyến vòng tròn Chiristan à mà xuyên qua những cái bến à, uh, của nó à Catore ở đây là thay cho từ ly nhỉ mà xuyên qua những cái bến của nó Prakhodiet Radiani à Radiani mà, à, mà sẽ có những tuyến chạy ngang Radiani là những tuyến chạy ngang Aslov uh, Radius À, xuất phát từ cái từ radius. Chúng ta có thể dịch nôm na là những cái tuyến chạy ngang hay là những cái tuyến chạy xuyên xuyên qua tâm nối những cái đường những cái à, những cái bến của cái tuyến vòng tròn này. Moscow <laughs> Metro à, hệ thống tàu điện ngầm Moscow. Etapadziemnyi Gorod đó là một cả một thành phố ngầm dưới đất.

thì ở trong tàu điện ngầm Moscow, đi 3,5 tỷ người đã có là hơn 3, 3 tỷ rưỡi, 3,5 tỷ này có là ba rưỡi, ba lần rưỡi, tỷ là là tỷ, 3 tỷ rưỡi người là sử dụng, chúng ta dịch là hàng năm có ba hơn có 3 tỷ rưỡi người sử dụng hệ thống tàu điện ngầm Moscow. Vậy thì đây là câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta đúng không ạ? Ежедневно пассажиры совершают hàng ngày, đây là hàng ngày, đây là hàng năm đây là hàng ngày. Ежегодно <cải> là hàng năm. Ежедневно là hàng ngày. Пассажиры совершают 9 млн поездок. Hàng ngày thì các hành khách đã thực hiện, совершать là thực hiện. 9 triệu chuyến đi là 9 chuyến đi tablet tập điều đó là bao gồm 60%pa được nạp xét Vi transport điều đó đã chiếm tới 60% các chuyến đi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng của thành phố tức là cái việc mà người ta sử dụng tàu điện ngầm Metro chiếm tới 60% so với toàn bộ À, cái lượng sử dụng các à, các dạng giao thông công cộng khác của thành phố. Ra Chas Metro trong một giờ ở trong tàu điện ngầm Metro là có có 60.000 người đã sử dụng những cái chuyến tàu ở trong trong đường tàu điện ngầm Metro ở trong một một giờ. Billet Metro giá giá tiền đi vào tàu điện ngầm Stoic не очень дорого là không đắt đấy стоит là giá không đắt но есть nhưng mà có những hành khách которые предпочитают проехать без билета nhưng mà cũng có những hành khách lại предпочитают là họ muốn hơn à, họ họ muốn là là đi không bị mất vé nhưng mà có những hành khách à, muốn đi không bị mất vé. Taki pasajur apetito semi presentep những hành khách đó là chiếm khoảng 5 đến 7 phần trăm ít là dù và họ được gọi là những con thỏ ở đây à, là các em cần phải hiểu nếu mà đã sống ở Nga thì bao giờ cũng biết dài sử dài dài là con thỏ và người ta gọi là dài sử na transport là những con thỏ ở trên các phương tiện giao thông đó là những người trốn vé chúng ta hiểu đó là những người trốn vé vậy thì chúng ta hiểu đây là gì nào là À, có từ 5 đến 7% là những người trốn vé họ trốn vé bằng đủ mọi cách đúng không ạ đó ví dụ như là người Việt Nam ngày xưa ấy à, sinh viên Việt Nam ấy chỉ một người vào bỏ một vé thôi bỏ một đồng xu thôi còn sau đó là bốn năm đứa à, túm chặt lấy nhau thế là chạy qua chạy qua là gì khi mà nó, nó không có khe hở thì là nó những cái à, à, những cái mắt thần mình gọi là những mắt thần à, nó không đếm được số người đi vào cho nên là nó không bị sập cái thanh ngăn nó không bị sập vào cho nên là cứ ba bốn đứa ôm nhau chạy tụt ở bên trong thì đối với người nga lúc đó họ cũng rất là cười rất là hay cười những cái chuyện đó và họ cũng rất là nhân nhượng và coi đó là chuyện uh, chuyện vui của một lũ trẻ con cho nên là họ cũng chẳng bao giờ họ bắt cả mai vào tháng 5 năm 2003 Moscow Pra à, đây là chính quyền mà chính quyền Moscow chúng ta dịch là chính quyền Moscow Padarila Moscovich đã tặng cho những người dân Moscow Novy Stansiy Metro Park Pabierde, đã tặng cho những người dân Moscow là một tuyến à một bến tàu điện ngầm mới là Park Pabiedy là công viên chiến thắng Novaya Stansiya Samaya Glubokaya Moscow cái bến này à, cái bến mới này là cái bến sâu nhất ở Moscow, потому что она находится bởi vì là nó nằm ở độ sâu на глубине 90 cm метр. Đây là chúng ta phải để ở cách 2. 90 sẽ là 90 à, cm sẽ thành là cm. À находится на глубине 97 cm. Là cái bến này nó nằm ở độ sâu 97 m. На этой станции работает самый длинный эскалатор. Và ở cái bến này thì có một cái thang cuốn dài nhất. Работы самый длинный эскалатор 126 метров là 126 mét или 740 ступенек. chúng ta có từ mới ступенька. Ступенька là một cái bậc thang và có 740 ступенек là 740 cái bậc thang. Сейчас в московском метро существует 165 станций.

41 km một giờ. В метро работает 35 000 человек. Và ở trong hệ thống tàu điện ngầm metro à, có 35.000 người làm việc. Стоимость строительства одной станции от 7 до 15 миллионов долларов. Và giá trị xây dựng của một bến tàu điện ngầm uh, Moscow là từ 7 cho đến 15 triệu đô la đến 15 triệu đô la Vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đọc xong bài đọc này để do là thời gian đã hết đã quá dài rồi cho nên chúng ta để dành việc đọc sang bài ngày hôm sau cảm ơn các em và các em sẽ cố gắng duy trì học nhé cố gắng kiên trì à, không học được nhiều thì chúng ta học ít cứ mỗi ngày một ít thì chúng ta sẽ à, đạt đến thành công bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây các em đừng quên bấm đăng ký Kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên bấm like viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa chúc các em học tốt có cuộc sống bình yên luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình